Sau khi phát hiện một nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại công viên Thành Công, quận Ba Đình, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả người này dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 20 tháng 8, trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ tại công viên Thành Công vào ngày 18 tháng 8, quận Ba Đình, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận đã đưa thi thể người này xuống thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Đến ngày 19 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội thông báo xét nghiệm người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra, nạn nhân là T.V.H, sinh năm 1982, cư trú tại 45 ngách 58 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Từ ngày 16 tháng 8, anh H đi khỏi nhà và không rõ đi đâu, vị đại diện Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình thông tin. Hiện công an quận Ba Đình đã trích xuất camera khu vực công viên Thành Công và khu vực xung quanh, không phát hiện có người tiếp xúc gần với anh H. Quận Đống Đa đang truy vết tìm các yếu tố dịch tễ. Công an thành phố cũng đang điều tra làm rõ việc anh H chết trong tư thế treo cổ. Đại diện quận Ba Đình cho biết, các cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận Ba Đình đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ, phòng chống dịch khi thực hiện nghiệp vụ ngày 18 tháng 8. Bà Hoàng Hoài Loan, chủ tịch phường Ô Chợ Dừa cho biết nạn nhân tạm trú ở địa bàn phường nhưng được phát hiện tử vong ở địa bàn quận Ba Đình. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, dự kiến trong 2 tháng tới, có khoảng 20 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Chúng tôi hy vọng bao phủ vaccine cho 75% dân số như kế hoạch. Trong buổi kiểm tra tiêm thử nghiệm vaccine Covivac tại huyện Vũ Thư, Thái Bình chiều ngày 19 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, cơ quan này đang nỗ lực hết sức để đưa lượng vaccine về Việt Nam nhiều hơn. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, hiện tại, nguồn vaccine đang nhỏ giọt, nhưng trong quý 4 năm nay, dự kiến lượng vaccine về sẽ tốt hơn. Với số vaccine này, chúng tôi hy vọng 75% dân số được bao phủ vaccine COVID-19 vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Theo đó, dự kiến trong tháng 8, tháng 9, mỗi tháng dự có thêm khoảng 10 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Cũng trong chiều ngày 19 tháng 8, 19 người tình nguyện ở Vũ Thư, Thái Bình được tiêm thử nghiệm vaccine Covivac giai đoạn 2, nâng tổng số 131 người được tiêm trong 2 ngày 18 đến ngày 19 tháng 8. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, việc Covivac triển khai thử nghiệm giai đoạn 2 là dấu mốc rất quan trọng, đánh dấu mức biến chuyển mới, tăng trưởng mới trong nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 ở Việt Nam. Ở giai đoạn thử nghiệm 1, vaccine Covivac được đánh giá đạt độ an toàn, dung nạp tốt, có tính sinh miễn dịch. Ở giai đoạn 2, có khoảng 375 người được thử nghiệm, với mục tiêu đánh giá tính an toàn và khả năng dung nạp của hai công thức 3 microgram và 6 microgram được lựa chọn. Mỗi tình nguyện viên được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, kết quả nghiên cứu ở giai đoạn 1 cho thấy tất cả các mức liều đều an toàn. Ở giai đoạn 2, chúng tôi đã lựa chọn 2 mức liều. Đây là giai đoạn rất quan trọng để lựa chọn mức liều thích hợp nhất, có đủ đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ và an toàn để tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 3, giáo sư Đức Anh nói. Theo Thứ trưởng Thuấn, dự kiến tháng 11 sẽ có kết quả ban đầu của giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá ngay, nếu kết quả tốt, chọn được liều phù hợp và khẳng định được tính sinh miễn dịch bước đầu sẽ cho triển khai ngay pha 3. Theo các chuyên gia, ưu điểm của vaccine COVIVAC là được sản xuất bằng công nghệ trứng gà có phôi. Đây là công nghệ sản xuất vaccine cúm truyền thống đang được sử dụng rộng rãi. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã có đủ năng lực sản xuất vaccine ở quy mô lớn với giá cả hợp lý để phòng chống đại dịch. Tại Việt Nam, đến nay có 3 vaccine COVID-19 được cấp phép thử nghiệm lâm sàng gồm vaccine Nanocova đang tiêm thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine Covivac chính thức chuyển sang giai đoạn 2 và vaccine AZCT-154 nhận chuyển giao công nghệ từ công ty Atuzu Theza in Hoa Kỳ đã kết thúc tiêm mũi 1 cho 100 người tình nguyện. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 công bố trưa 20 tháng 8. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Cuộc họp báo diễn ra khoảng 10 phút, không có hỏi đáp. Theo ông Hải, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống COVID-19 nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để nâng cao hiệu quả chống dịch, thành phố tiếp tục nâng cao, siết chặt với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch, gồm 5 giải pháp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thực hiện quy định giãn cách xã hội, ai ở đâu, yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn.
tập trung chăm lo bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực nguy cơ rất cao, vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Người dân được yêu cầu thực hiện 5K, không tập trung mua gom lương thực, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa. Trong thời gian thực hiện các biện pháp nêu trên, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê thông tin thêm, những biện pháp này là bước nâng cao, tập trung, đẩy mạnh hơn để thực hiện hiệu quả nhất các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Chính phủ yêu cầu trước 15/9 thành phố phải kiểm soát được dịch, do vậy 5 giải pháp trên sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Các kế hoạch cụ thể sẽ được công bố khi phương án hoàn thành, ông Khuê nói và cho biết khi đó sẽ thông tin những lực lượng được ra ngoài đường, việc cung ứng hàng hóa ở khu dân cư, hoạt động của các trạm y tế lưu động. Theo ông Khuê, không có chuyện đóng cửa thành phố Hồ Chí Minh như lời đồn mà thành phố tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát. Theo đó, thành phố tập trung, chuyên sâu, nâng cao hơn các giải pháp chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến 15/9 như nghị quyết 86 của chính phủ. Như vậy, để ứng phó diễn biến dịch bệnh phức tạp, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào cuối tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội với các cấp độ thắt chặt tăng dần. Cụ thể, từ 31 tháng 5 đến 14 tháng 6 thành phố giãn cách theo chỉ thị 15, từ 15 tháng 6 đến 8 tháng 7 giãn cách theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ 9 tháng 7 đến 15 tháng 9 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong đó có 26 ngày thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngừng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ.